Đây là hiện trường cống đường số 12 nối hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước, bất ngờ bị đổ sập gây chia cắt giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hàng ngàn hộ dân. Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ khuya 3 tháng 10, sau nhiều giờ mưa lớn, nước từ kênh xã Đập Suối Gai thuộc ấp 5 xã Tân Lập, Dân Cao chạy xiết khiến cho tuyến cống đường số 12 bị nước xói mòn, bất ngờ bị phá vỡ hoàn toàn khu vực cống thoát nước và sập đường. Ghi nhận tại hiện trường khu vực cống thoát nước, đường bị sập gây sụp lúng và hơn 12 m, rộng khoảng 10 m, phần đường bị nứt, sụp lúng sâu xuống suối, gây chia cắt hoàn toàn tuyến đường số 12. Theo người dân địa phương, mỗi năm đến mùa mưa, nước dâng lên đều gây ngập cục bộ khu vực cống đường số 12, nhưng sau đó sẽ nhanh chóng rút trong một vài ngày. Việc sập cống tuyến đường số 12 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu lưu thông của hàng ngàn hộ dân địa phương, vì tuyến đường số 12 được coi là tuyến đường lưu thông chính từ đường DT741 vào các ấp 5, 6, 7, 8 của xã Tân Lập và xã Phước Sang, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Ngay sau vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương, xã Tân Lập phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành lập rào chắn cảnh báo hai bên đường, đồng thời cử lực lượng chốt chặn, hướng dẫn người dân lưu thông tuyến khác để đảm bảo an toàn tính mạng. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tân Lập, nguyên nhân sập cống là do mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước từ bờ kênh hồ suối dài đổ xuống lớn khiến cho nước cống thoát không kịp. Hiện chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn đã khảo sát, thống nhất đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú kịp thời xây dựng cầu mới, bảo đảm thoát nước an toàn, phục vụ nhu cầu đi làm của người dân sớm nhất.